Tất 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 đến rồi, tất 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 đến rồi. Bà Năm. Dạ. Không đi nhà bà. Dạ, dạ em. Trời. Rau cỏ được quá ha. Dạ. Ngày càng ngon lành ha. Dạ. Nhờ vậy mới được ngon nè. Ủa sao con triệu vậy bà? Ô bữa nay hơi ế quá rồi cho thiếu 200 đi. Bà tháng sau em bù lại chứ. Nhớ nghe. Dạ dạ. Rồi tôi ghi vô nè. Dạ. Bà Năm thiếu 200 nè. Ok. Tết 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 đến rồi, tết tết đến. Đây. À chú. Thì con. Ăn cơm chứ. Ăn rồi. À mà chú đi đâu vậy? Trời đất ơi. Mày thấy bóng dáng tao mày không hiểu biết chuyện gì xảy ra luôn hả? Đi nhà con. À quên. Ê, đợi con xíu ạ. Sớm này ai cũng quên trí nhớ mất tiêu rồi. Con gửi chú ạ. Ok con. Ok, ngon lành. Có về quê không con? Có ạ. Khi nào về? Ngày 26 không về ạ. Gửi lại thăm cha mẹ con nghe. Dạ. Ba Hà Lửa. Đi gì vậy? Bệnh quá. Bệnh đâu bệnh? Hôm qua tôi thấy bà còn son sỏn với bà Năm mà. Gọi con quỷ đó anh gian như quỷ vậy đó. Làm gì ăn gian bà? Đó, nó tới kìa. Sao mới xuống rác? Đi xuống rác. Làm giống như tao như mù vậy đó. Tao già làm cẩm với tao mới được. Bà nè, nè nha. Tao già chứ tao không có bị mù nha. Trời đất ơi. Năm lộn mày với Hà Lửa với ai rồi? Thành bài đó nha. Thành bài đó. Trời ơi, bà biết ho quá ha. Mà sao thấy bà lần tháng nào bà cũng ho y chang ngày này hết trơn à? Tụi đi đâu đâu đi kiếm tôi hoài vậy trời. Gì kiếm bà hoài? Đừng nói là thích tôi nha. Thích bà. Gì nữa? Thôi bà nội, bà đẻ ra con đó. Người nha, trên mạng giờ có nhiều cái chen đang chen dữ lắm á. Chen? Chen gì? Lấy máy bay. Lấy máy bay? Trời ơi, máy bay người ta ngon lành, ngon cơm. Còn máy bay của bà rượu rạo, lái chừng 8 thước chắc rớt máy bay mẹ rồi. Gì? Nhìn nè, máy bay người ta có 2 cánh thôi nha. Đây là 4 cánh nè. Trời ơi, hú hồn. Thôi đóng tiền nhà đi má. Trời, mấy bữa nữa tôi đóng, chưa có tiền. Giờ mấy ngày này cũng y chang vậy, đâu có gì đâu. Bây giờ chưa có đủ, được 2-3 ngày tôi có đủ tiền tôi đóng cho. Cháu ở đâu rồi? Tôi đang ngủ chổng kìa. Trung ơi Trung. Thôi, trời ơi, để cho nó ngủ đi. Trời ơi, Trung Lắc ơi. Ai vậy? Chú nè con. Ủa chú? Ừ? Chú qua kiếm con gì chú? Trễ như con, ngủ trễ vậy? Qua đi bán nhiều khuya quá. Ừ. Được khách không con? Khách đông bán được nhiều chú. Khách ngon ha. Có khách là ngon rồi. Dạ. Chú qua kiếm con chi chú? Thêm thằng này nữa. Đứa nào không hỏi y chang cao mộng. Đóng tiền nhà con. À tiền nhà. Qua ngoại con đưa tiền ngoại chiều mấy ra đóng tiền nhà chú à. Thấy chưa? Hết ho rồi ha. Tiền đâu rồi đưa đóng người ta. Tới tháng rồi. Đưa 1 triệu mấy lần á. Chưa đủ. Cũng chưa đủ. 800 còn 200 nữa. Hai mấy lần đưa. Nè mày. Cái nào bà cháu cũng thương tàn à. Còn dư 50 nè giữ đi. Em gửi chú tiền nhà chú. Ok con. Đưa em kỹ rồi. Rồi đủ. Dạ. 1 triệu ha. Rồi lấy thì rửa đi dùng cái đi. Rồi đó bà biết không? Trong cái khu này là gia đình hậu bà là tôi thương nhất đó cho bà biết. Gì? Tôi thương cái xương không còn. Trời bà nghĩ coi. Ánh ở mình là 1.3 triệu. Còn hai bà cháu bà điện nước luôn có 1 triệu bạc. Thôi đi ông ơi, nó hở nó con gái. Một ngày nó tắm 8 lần. Còn hai bà cháu tôi có tắm ở đâu? Gì vậy? Cái gì vậy? Không tắm bà. Không tắm mà điện nước vẫn chạy đùng đều 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 y chang vậy. Cái đồng hồ bị hư rồi. Cái này đồng điện mẹ. Nguồn nước giọng kẹt kìa. Thì đồng hồ nước đó nó bị hư rồi kìa. Cái kỳ vậy? Chứ bà thơm sao sạch sẽ vậy mà. Trời ơi tôi tắm thầy làng xóm không hả? Cái gì kỳ vậy? Nhà bà mày không tắm. Thì nó tiết kiệm. Ôi tốt quá ha. Tốt cái sợ luôn vậy đó. Xong ho nữa đi. Đi dùng cái trời đất ơi đi dùng đi. Trời ơi bà tưởng tôi muốn gặp bà lắm hả? Chào chú. Còn mày nha, mày ngu gì gừa nhưng mà tao dày bao nhiêu lần rồi hả? Gì nữa? Trời ơi, mình phải giả vờ nghèo, giả vờ khổ. Vậy người ta thương, rồi tiền nhà ta thấp xuống. Nhà nghèo sẵn thì giả chi nữa. Nhưng mà xưa ngoài dạy con á là nghèo cho sạch đất cho thơm. Giờ tới tháng đóng tiền cho người ta đi. Người ta đội cổ kỳ lắm. Trời đất ơi, nè mày nhìn đi. Tao bán nhà trai mắc mớ gì là phải cần sạch. Rồi mắc mớ gì phải thơm. Một cái thứ vô cho tao lần sau ra. Lần sau nha, tao nói mày, tao nói cái gì phải nghe nha. Mà ngoài dạy con mà. Mới nói nhiều. Rồi mày tính đi đâu á? Mới cũng vậy nè, đâu. Cầm đi. Gì nữa? Tờ cuối cùng đó. Ra. Ra coi con Lan. Quánh đau đầu đuôi, xong lầm. Xong lầm? Ừ. Hồi nãy thấy nói chuyện cũng bình thường mà sao quýnh ó lớn dữ vậy? Mày nhìn đi. Nguyên cái xó mày nè.
có con hó nó dài như tao không? Ờ à... đi lại lên. Mà sao suốt ngày cờ bạc không luôn á. Lẹ lên mày nói nhiều nha. Mày nói gì mày chết với tao nha. Riết không chịu nổi cờ bạc hoài. Đúng thứ gì đâu mà con cháu nó gầy như con bò vậy đó. Tao nói rồi nha, từ giờ đến chiều nha mà không ra con hó nha thì mày chết cha mày với tao nha. Ủa? Chào em. Chào anh. Đi làm hả cưng? Dạ yeah. Cầm cuốn sổ chắc tiền nhà tới nữa anh hả? Thông minh nhất trong xóm này luôn em á. Dạ yeah. Thấy tiền nhà cái em muốn tiền đình. Rẻ mà. Dạ dạ. Sao? Hết luôn rồi. Em còn có nhiêu đây à. Không mấy em gửi anh trước 500 đi. Rồi chiều em đi làm về em kiếm đủ em gửi anh luôn. Riêng phát là ok luôn. Cảm ơn anh. Rồi ghi phát còn thiếu 700 này nha. Dạ dạ. Chiều khoảng mấy giờ có em ha? Dạ làm xong rồi em đem về em gửi anh. Dạ. Rồi đợi ha. Cái này 10.000 lát em đổ xăng. Rồi làm vui vẻ. Dạ cảm ơn anh. Tiền nhà Chính ơi. Bà Chính. Không tiền nhà Chính ơi. Chính. Hết tháng rồi Chính ơi. Đào lá biết xuân xa lặng lẽ nơi này lòng nghe xôn xa quanh đây xuân đang chạm ngõ tha hương như con đò nhỏ giữa dòng nước lớn bơ phơ khi cánh mai vàng chở nắng phương nam là lúc quê nhà lệ ướt mi ai xuân sang muốn hoa rực rỡ riêng em chăm mong nghìn nhớ cánh hoa phai tàn giữa xuân em ơi em mơ bao năm đi ngược về xuôi nhạt phai phấn hương qua đông sang hè tới mà xuân vẫn phân ly xuân đến xuân đi muốn hoa nở rồi lại tan mà ta vẫn xa thương ai mong chờ mòn mỏi hỏi xuân đến buồn khóc tôi nhớ quê nhà khi đón xuân xa giây phút giao thừa dồn tiếng ca vang cây nếu treo cao tràng pháo em thơ đi xoa màu áo sáng đầu xuân chúng cho nhau xin khấn xuân này hẹn đến xuân sau khi đó anh về mình mãi bên nhau bao nhiêu yêu thương và nhớ tay trong tay nhau rạng rỡ để em thôi hết mong chờ sang hè tới mà xuân vẫn phân ly xuân đến xuân đi muốn hoa nở rồi lại tan mà ta vẫn xa thương
mong chờ mòn mỏi, hỏi xuân đến buồn không. Tôi nhớ quê nhà khi đón xuân xa, giây phút giao thừa giống tiếng ca. Cây nêu treo cao tràng pháo, em thơ đi xóm màu áo, sáng đầu xuân chúc cho nhau. Xin khấn xuân này hẹn đến xuân sau, khi đó anh về mình mãi bên nhau. Bao nhiêu yêu thương và nhớ, tay trong tay nhau rạng rỡ, để em thôi hết mong chờ. Bao nhiêu yêu thương và nhớ, tay trong tay nhau rạng rỡ, để ta thôi hết mong chờ. Bao nhiêu yêu thương và nhớ, tay trong tay nhau rạng rỡ, để ta thôi hết mong chờ. Để ta thôi hết mong chờ.